Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đập trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự sân vườn có view nghỉ dưỡng mát mẻ. Biệt thự sân vườn này có tổng diện tích là 1.177 m², sổ hồng riêng, có địa chỉ tại phường Thuận Giao thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí ngay đầu cổng là một cây vú sữa rất là lớn quý vị nhé. Nhà mình có view sân vườn, có công năng sử dụng hồ cá coi, hồ bơi, có 6 phòng ngủ chính và 6 phòng ngủ phụ quý vị, có phòng sông hơi, có gara xe hơi để được khoảng 3 chiếc xe hơi. Và đây là lối vào của căn biệt thự. Ở đây thì có cổng, cổng thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa, được chủ nhà thiết kế mở tự động quý vị nhé. Và nhà này cách với con đường Thủ Khoa Huân chỉ một căn nhà thôi quý vị nhé. Chỉ một căn nhà. Và nhà mình thì có cổng riêng ở đây. Đây là cổng riêng này. Xe hơi, xe ô tô vào thoải mái luôn quý vị nhé. Phía trước là con đường vào này. Và đây là cổng vào của căn biệt thự quý vị nhé. Hai bên cổng sẽ có hai căn biệt thự hai bên. Đây quý vị, hai biệt thự hai bên. Và con đường phía trước này rộng khoảng 8 m. Và phía trước con đường đang lưu thông là con đường Thủ Khoa Huân. Đường Thủ Khoa Huân thì cách với cái cổng nhà mình chỉ tầm khoảng 20 đến 25 m thôi quý vị nhé. Đây rất là gần, gần với đường quốc lộ 13, gần với siêu thị Aeon Bình Dương, gần khu vệ sinh V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Hương. Đây quý vị, bây giờ mời quý vị mình vào trong ta tham quan chi tiết khu vực sân vườn ở trong. Đây là lớp cổng thứ hai của căn biệt thự sân vườn, ngay góc cua này quý vị nhé. Đây, cổng vào rộng tầm khoảng 4 m, xe ô tô di chuyển vào thoải mái. Bên chủ nhà có xe ô tô. Bây giờ mời quý vị vào trong ta tham quan chi tiết ở trong. Bên đây mình có khu vực hồ cá coi phía góc phía trước của căn nhà. Nhà mình có hồ cá coi và có những bể cá coi ở trong nhà, có thêm hồ bơi. Quý vị xem hết video, Hồng Sơn sẽ review chi tiết cho quý vị xem. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại 0983 155 009 hoặc số 0973 114 255. Quý vị hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã tư Địa Chất hoặc là ngã tư của giao nhau giữa đường Thủ Khoa Huân và đường quốc lộ 13. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn biệt thự này. Ngoài đây thì có một nhà gỗ ở đây quý vị nhé. Nhà gỗ thì được chủ nhà làm gỗ gò đỏ. Dưới đây là khu vực mình có bộ bàn ghế K3 nguyên tấm ở đây quý vị này. Một bộ bàn ghế K3 cũng được chủ nhà làm gỗ gò đỏ luôn. Phía trên chủ nhà lợp ngói và ở đây thì có quạt trần khu vực này. Phía trước màn hình quý vị đây là khu vực hồ bơi. Phía sau cái hồ bơi sẽ có 5 căn nhà nhỏ dành cho nhân viên, người giúp việc cũng như là nhân công trong nhà. Đây quý vị nhé, khu vực hồ bơi trên đây dành cho trẻ nhỏ và phía dưới là khu vực người lớn. Hồ bơi này có chiều dài tầm khoảng 15-16 m và chiều rộng tầm khoảng 5 m quý vị. Đây quý vị nhé, trên đây có mái che luôn. Phía sau có nhà dành cho nhân viên. Nhà này có 6 phòng ngủ chính và 6 phòng ngủ phụ quý vị nhé. Ở đây thì có cửa riêng vào hồ bơi. Bây giờ mình xuống tham quan 5 cái phòng ngủ phụ đây. Đây là lối vào nhé. Con đường này đi thẳng ra gara xe hơi. Gara xe hơi thì để được khoảng 3 chiếc xe hơi. Và từ đây lại đây là 5 căn nhà, 6 căn nhà. 6 căn nhà thì đều có phòng vệ sinh riêng trong phòng, đều có gắn máy lạnh đầy đủ hết. Lúc trước để cho nhân viên bên công ty cũng như là người giúp việc ở đây. Và di chuyển sau là cửa hậu, ngoài đây thì sẽ có phòng sông hơi. Từ vị trí này thì mình nhìn ra khu view xung quanh này. Một căn biệt thự một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lợp ngói. Bây giờ mời quý vị ra cửa trước, mình đi từ cửa trước tham quan nhé. Và đây là toàn cảnh trực diện mặt tiền căn biệt thự view nghỉ dưỡng rất là đẹp. Tổng diện tích 1.177 m², có địa chỉ phường Thuận Giao,
thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía trước ở đây mình có gara xe hơi. Gara xe hơi thì để được khoảng 3 chiếc xe hơi có cửa riêng ở đây. Đây quý vị nha, mình để xe máy cũng như xe hơi ở đây. Nhà mình có view sân vườn rất là đẹp. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hùng Sơn theo số 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Cửa vào ở ngoài, đây có một cụ sung và bên đây là một cây lục vừng lớn ở khu vực này. Cửa chính sẽ có 4 cột cổng lớn nằm ngay khu vực mặt tiền. Tất cả đều được chủ nhà sơn cẩm thạch. Trong đây mình có thêm 2 lớp cửa đây, một lớp cửa cuốn ở ngoài và trong là một lớp cửa gỗ gò đỏ quý vị nhé. Di chuyển vào khu vực phòng khách. Đây quý vị, toàn cảnh một phòng khách rất là đẹp, một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy bậc nhất của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bên đây mình có tới 3 khu vực phòng khách quý vị nhé. Và ở đây thì có 2 cái tủ cá ở đây quý vị này. 2 tủ cá ở đây. Đây là một phòng khách thứ nhất và phòng khách thứ hai, phòng khách thứ ba. Ở lầu trên có thêm phòng khách thứ tư quý vị. Bộ bàn ghế này cũng rất là lớn quý vị nhá, cao gần bằng đầu của Hùng Sơn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương. Và đây là phòng khách thứ ba này. Tổng nhà này có 4 phòng khách quý vị nhá. Một căn nhà có 6 phòng ngủ chính và 6 phòng ngủ phụ. Đây quý vị, view rất là đẹp. Và tầng trệt này sẽ có 2 phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Phía trước là khu vực phòng ăn. Đây có khu vực tập thể dục ở dưới đây. Phòng vệ sinh riêng trong đây quý vị này. Phòng vệ sinh chung dành cho khách nha quý vị. Và ở đây thì có phòng ngủ ở dưới này. Ngoài đây thì sẽ có một cái sập ở đây. Đây là phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Nhà đang ở, đang sinh hoạt. Và ở đây thì mình có một cái tủ rượu ở đây. Tủ rượu đây nha. Phía trước đây có cái đồng hồ và hai bên đồng hồ có 2 lục bình bằng gốm rất là đẹp luôn. Một phòng ăn rất là đẹp quý vị nha. Đây. Và đây là khu vực phòng bếp nấu nướng. Ở đây thì có một cái bàn đảo ngoài đây. Khu vực phòng bếp và đây là có cái cửa hậu ở đây. Kế bên đây sẽ có một cái phòng xông hơi. Và từ đây di chuyển ra khu vực hồ bơi phía trước này quý vị này. Và cái phòng xông hơi kế bên đây luôn quý vị nha. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên, ta tham quan khu vực lầu trên. Cầu thang này quý vị. Từ trụ tay vịn quân tiện đều được chủ nhà làm gỗ gò đỏ 100%. Đây quý vị, một căn biệt thự rất là đẹp nha. Và trên đây là khu vực phòng tiếp khách thứ tư của căn biệt thự. Đây là phòng tiếp khách thứ tư này. Một căn nhà có tới 4 phòng khách quý vị. Và đây là phòng ngủ tiếp theo. Đây một phòng ngủ nữa. Và bên đây nhé quý vị, dãy này là 3 phòng ngủ. Mình xem phòng ngủ này trước này. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Nội thất từ giường, tủ áo, bàn đêm, bàn trang điểm đầy đủ hết và được chủ nhà đi theo tông tân cổ điển. Tủ áo âm đây quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh này. Phòng ngủ bên này cũng thiết kế giống như phòng ngủ vừa rồi quý vị nhé. Nội thất đầy đủ hết và có phòng vệ sinh riêng. Từ bàn đêm, bàn trang điểm, bàn làm việc đầy đủ hết. Và phòng ngủ này cực kỳ rộng này quý vị này. Phòng ngủ này là phòng master, kim phòng làm việc, phòng họp ở đây. Ở đây có phòng họp riêng và bên đây là bàn giám đốc. Khu vực bên đây thì có tủ đồ cá nhân. Tủ đồ cá nhân này quý vị.
Và đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ master cực kỳ rộng luôn, có đầy đủ trang thiết bị nội thất. Bên đây là khu vực phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở đây. Và trong đây là phòng vệ sinh, phòng tắm, có bồn tắm đầy đủ hết quý vị nha. Một căn biệt thự rất là đẹp. Và bên đây là khu vực phòng thờ quý vị này. Phòng thờ ở đây. Phòng thờ rộng rãi đây quý vị nhé. Và từ khu vực này mình nhìn xuống này, ở đây thì có đèn chùm. Bên kia là phòng ngủ, vừa rồi mình chưa có xem quý vị nhé. Và phòng ngủ nào thiết kế cũng tương tự như nhau. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ trực tiếp với